Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Kim sẽ giới thiệu và đánh giá chi tiết cùng quý vị mẫu xe Volvo Arctic 1.8 số tự động đời 2018 tại Toyota Tân Cảng quý vị. Xe này là đời 2018, mang mạng số tại Bình Thuận, chạy khoảng cỡ 67.000 km, đang được trưng bày tại khu vực trưng bày bên phòng Toyota xe mới của Toyota Tân Cảng quý vị. Quý vị thấy con này là toàn bộ là xe mới ha. Đây là khu vực xe cũ tại Toyota Tân Cảng. Xe này chỉ chạy có 47.000 km thôi quý vị. Đã được làm đẹp qua công nghệ Marukuri. Khi mà lúc mà chưa làm đẹp xe mới thu về á, thì khi đã quay video chi tiết giới thiệu quý vị rồi ha. Đây. Đó. Sau khi làm đẹp thì quý vị sẽ thấy là xe rất là bóng bẩy ha. Cụm đèn này quý vị. Đó. Xe này là cá nhân một đời chủ duy nhất nha quý vị. Đó. Quý vị thấy này, dưới ánh đèn này xe đang hiện là màu nâu rõ ràng nha quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị nhìn xa xa thì quý vị có thể là nhìn thấy là xe như màu đen nha quý vị. Lớp màu sơn này nó tán xạ ánh sáng ha. Đó. Thì quý vị nhìn thấy khoang động cơ này. Này. Thấy không? Cái khoang động cơ được vệ sinh sạch sẽ, những cái dấu từ nhà máy nè quý vị này. Đó. Con ốc từ nhà máy này đã được đánh dấu này, ở dưới là ốc thân máy này quý vị nè, vẫn còn y dấu niêm phong từ nhà máy quý vị, ốc này quý vị, này, ốc này chưa hề được tháo mở gì hết ha. Dòng xe Arctic là một trong những dòng mà Kim thường hay nói là Kim rất thích cái dòng xe này, tại vì nó vận hành rất là êm ái, và đặc biệt là khi mà mình chạm ga thì cái độ trễ nó không có luôn, chỉ cần thật nhẹ là nó chạy, xe nó chạy tới đâu rồi. Đây quý vị thấy những cái dấu niêm phong không nè, từ những cái môi hàng này quý vị. Cái này thì Toyota Tân Cảng khi mà thu về á, thì đến khi cũng đã tiến hành kiểm định rồi, để cam kết cho quý vị là những chiếc xe mà không có tai nạn, không ngập nước ha. Đây, sùng chỉ nè quý vị. Đây. Kim đảm bảo quý vị là tất cả những xe cũ tại Toyota Tân Cảng thì Kim đều kiểm tra qua 176 lần luôn, để cam kết quý vị là những chiếc xe chất lượng còn rất là ổn quý vị. Quý vị không? Như thế này quý vị thấy nước sơn của xe rất là đẹp quý vị. Quý vị thấy này, giữa cái đèn và cái vàng quý vị rất là liền với nhau, có đèn bên trong thì còn rất là sáng quý vị. Nước sơn thì không có gì phải chia được. Đây nước sơn rất là đẹp quý vị, nhìn rất là liền lạc. Còn đây là bụi vỏ của xe này quý vị. Xe chạy 47.000 đối với Arctic thì chưa có thay vỏ đâu quý vị. 18.000 km nè. Được cái bộ mông không? Đây. Với chiếc Arctic 1.8 số tự động này, tông nội thất chủ đạo là màu kem luôn quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy sơ bộ cái nội thất bên trong ha. Mặc dù đã qua 4 năm sử dụng nhưng mà nên sắp bên trong còn rất là đẹp ha. Đây chỉ nha quý vị. Đi cửa nè, rất là mới ha. Ở trong nè quý vị, cửa sau nè, ốc không có tháo mở gì hết rồi quý vị. Đây, mời quý vị nè. Đó, đây không? Bằng cặp lô này rất là đẹp ha. Đây, lớp sau đây quý vị. Lớp này cũng còn rất là dày nè. Đó, thì cái lớp này là lớp theo xe quý vị. Mâm phía sau đây quý vị. Cái tay xước thì hết ha. Mâm phía sau đây quý vị. Dưới cái vè và cản của quý vị nè. Đường liên kết nó rất là đẹp ha. Cái bộ đèn phía sau này. Đó, đây là cái cốp sau. Cốp sau của dòng Arctic rất rộng quý vị. Đó, nhà 5 người mà quý vị di chuyển đi xa thì với cái cốp như thế này á thì quý vị chơi đồ vô tư ha. Đây. Đây cốp sau này, ốc này chưa có hiện tượng tháo mở này. Keo chỉ nè. Đi hết quý vị. Đây quý vị. Đây. Chỉ nè.
không? Nè, những cái mối hàng này quý vị. Mối hàng thì về máy nè, tôi hết ha. Đó, quý vị có thấy là phần phía sau này đảm bảo quý vị. Đây, sang tiện phía sau thì quý vị cùng khám phá cái gầm xe luôn ha. Đó. Gầm xe được vệ sinh sạch sẽ rồi quý vị. Đây. Có kết hợp cảm biến dê này cùng với là hệ thống đây là camera dê ạ, nhìn gần xíu ạ. Đây, cảm biến dê này quý vị. Hai cảm biến sau nè. Những cái bộ đèn này còn rất là mới đó quý vị. Nè. Đó. Đó, quý vị thấy không? Có phần sau này mà khi mà có ánh sáng đèn rực ngoài quá, quý vị thấy màu nâu rõ ràng nha. Mẫu xe Atix này mà quý vị đi gia đình thì khỏi chiều ở đâu hết ạ. Lúc phía sau này đó. Rồi cái bộ mâm phía sau trái này đó. Đẹp nha quý vị. Này quý vị, này, quý vị. Này. Phần này. Đó. Đây quý vị. Đó. Quý vị thấy không? Tất cả những cái chi tiết ấy, thì được bên Kim đảm bảo hết ha. Luôn. Đó. Này, quý vị thấy hệ thống nút bấm không? Sau bao nhiêu năm sử dụng nhưng mà những cái chi tiết này còn rất là sắc nét ha. Đó. Đây. Còn đây là không gian nội thất bên trong quý vị. Những cái bộ ghế này còn rất là mới quý vị. Chỉ có nhăn nheo một xíu ở chỗ cái ghế tài xế này thôi. Chứ còn rất là ổn ha. Quý vị nhìn hệ thống nút bấm này ở đây nè. Đó. Quý vị thấy không? Nó rất là sắc nét ha. Không có bị mờ gì hết ha quý vị. Xe này mới có thể 47.000 mà. Đây. Nè, bỏ thắt lô ở trên. Đó. Đồng DVD kết hợp với camera gian quý vị. Đây. Còn số này. Nói chung là tất cả các chi tiết còn rất là đẹp ha. Còn ghế phụ đây quý vị. Đó. Rất là mới ha. Đây, không gian cho hàng ghế thứ hai đây quý vị. Với tông màu kim là màu chủ đạo ha. Nè, ở trên là có trần xe này. Đó. Quý vị thấy không? Đó. Tất cả các chi tiết còn rất là đẹp nha quý vị. Đó. Thì khi đã cùng quý vị đánh giá chi tiết cái mẫu Kula Atix 1.8 số tự động này rồi ha. Thì hiện tại cái mẫu xe này á thì được Toyota Tân Cảng rao bán vào thời điểm này là khoảng cỡ 632 triệu nha quý vị. Đó. Cho một mẫu xe chỉ chạy 47.000 km. Thì quý vị có nhu cầu về mẫu xe này á thì quý vị vui lòng gọi hotline đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Kim để Kim có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất về mẫu xe này ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.